Anh xin giới thiệu với mọi người, vợ chồng của chú Hùng và cô Trang đang sinh sống ở quận 12. Ngày hôm nay thì cô chú có liên hệ đến bảy khu phố với cái mong muốn đó là tìm chị ruột của chú thất lạc trên 40 năm. Thì thông qua cái clip ngày hôm nay thì mong mọi người có được cái thông tin gì hoặc là chị ruột của chú có xem được thì hãy liên hệ lại với lại gia đình. Gia đình rất là trông ngóng và cũng như là lo lắng là không biết là chị của chú như thế nào. Sau đây thì con sẽ nhường lời lại cho cô chú để gửi những thông tin đến cho mọi người. Chú có nói với con là chú tìm chị ruột. Thì chị ruột của chú là tên họ đầy đủ là gì và năm nay bao nhiêu tuổi vậy chú? Bà chị đó là thứ hai, tên là Nguyễn Hồng Nga, sinh năm 1950. Năm 1950. Ở trong gia đình của mình là tất thảy là bao nhiêu anh em vậy chú? Là ba chị em. Dạ, chú kể tên giùm con hết nha. Người chị hai đó là tôi đang tìm á, là Nguyễn Hồng Nga. Còn người thứ kế tiếp là tên là Nguyễn Thị Kim Vân, nhưng mà tên gọi là Bạch Nga. Còn tôi là Nguyễn Hoàng Đức, ở trong nhà gọi là tên Hùng. Hùng. Con xin phép nhà chú nói về tên tuổi của ba mẹ luôn đi. Dạ, người cha tên là Nguyễn Văn Thuận, mẹ là Lê Thị Ngọc Anh. Lê Thị Ngọc Anh. Dạ. Là lúc đó là gia đình mình đang sống ở địa chỉ là ở đâu vậy chú? Lúc đó thì đang sống ở số 131 xẹt 19 xẹt 5 là phường 7 quận Gò Vấp. Là cái địa chỉ hiện tại bây giờ cũng như hồi trước ở đó thì cái số nhà trước không có đúng vậy. Giờ vẫn ở địa chỉ cũ như vậy luôn ha. Về cái sự việc của gia đình tìm kiếm cô Hồng Nga thì lúc đó thì cô Trang là dâu trong gia đình, nhưng mà cô cũng biết được cái sự việc ha. Cô cũng có rành mạch hiểu cái câu chuyện nên là con nhờ cô Trang chia sẻ cho mọi người ha cô Trang. Vì sao lại là mất cái liên hệ của cô Hồng Nga vậy cô? Cô có thể kể cho con với mọi người nghe từ những cái giai đoạn. Cô lấy chú là năm 1973. Thì cô có về gia đình đã ở. Thì mới biết là chị hai á, là chỉ có người chồng Mỹ, là có đứa con Mỹ đó. Rồi cô ở trong Gò Vấp với chồng cô, với ba chồng, má chồng. Rồi bà chị thì bà ở ngoài chỗ cô nói là Nguyễn Huệ á. Đó thì sau cô có bầu rồi bà chị bà kêu đi về ngoài ở với bà, rồi bà sắp sửa đi Mỹ thì bà nói là bà đi Singapore đi với ông chồng Mỹ sau. Thì cô ở lại với chú, là cô giữ lại cái thằng bé con này, cô với chú với người chị thứ ba giữ thằng bé con này, cô đưa thằng bé con đi học. Thì tới cô đi, chỉ đi năm 74 thì gần ngày giải phóng á, chị mới điện về cho bà chị thứ ba á, là nói bà chị thứ ba đó tìm ba thằng này, giao gấp thằng này cho ba nó đem về nước, đi về Mỹ. Thì lúc đó là chị không có nói là chị ở đâu, thì mình chỉ biết chị ở Singapore thôi. Thì thời gian sau năm 75 á, lâu lắm chị có gửi lá thư về. Chị có gửi lá thư về á, thì gia đình bắt lượt mà cũng không có để ý là số nhà này kia, rồi không có gửi qua nữa. Thì giải phóng năm 75 thì gia đình cũng khó khăn, thì ba chồng của cô mới đi về quê hương. Thì cô với chồng cô còn ở lại đó, rồi cũng như mưu sinh đó, cô với chú đi tùm lum chỗ hết để kiếm mưu sinh, thì khóa cửa nhà bỏ đó. Thì năm 77 á, cái ông đưa thơ ổng có mang lại, ổng đưa lại đó thì không có ai ở nhà, thì có cái bà ở lối xóm bà nói có người mang thơ bên nước ngoài về. Thì không có người nhận, ông đem đi. Thì sau cô gặp cái ông đưa thơ đó đó, cô mới hỏi thì ông nói có, nhưng mà không người nhận, ông đưa về, ông trả về bển rồi. Thành ra không có biết địa chỉ nữa, giải phóng vô rồi gia đình cũng khó khăn, không có tìm. Bây giờ luôn là trên 40 năm rồi. Vũ Phút xin tóm tắt cái câu chuyện để mọi người dễ hiểu hơn nha mọi người. Đó, thì cô Hồng Nga này đầu tiên đó là đi làm và quen với một cái người đàn ông là người Mỹ,
Người này là năm 1971 là người này đã 26 tuổi và người này là làm chuyên viên máy. Lúc này á, người đàn ông người Mỹ này đó là ở cái địa chỉ là 220/44 đường Trương Minh Giảng. Hai người có con chung với nhau, là một cái anh trai này. Lúc cái hình chụp này là cô Hồng Nga còn rất là trẻ, có con chung với nhau nhưng mà không có hôn thú. Và cái người đàn ông Mỹ này đó, cái người chuyên viên máy này thì cũng thường xuyên lui tới gia đình của chú Hùng đây, coi như là một thành viên trong gia đình, đúng không chú Hùng? Mỗi tháng mỗi cấp dưỡng tiền. Mỗi tháng mỗi cấp dưỡng tiền. Nuôi bé. Qua tới khoảng cái thời gian vài năm sau đó, vài năm sau thì cái cô Hồng Nga này cũng đi làm ăn đồ các thứ, thì có quen thêm một cái người đàn ông nữa. Thì người đàn ông này thì thường xuyên mà đi làm tới lui ở khu vực các nước châu Á. Không biết là cái tình cảm hay là như thế nào thì cô Hồng Nga này mới quyết định là mới bay qua Singapore để mà gặp cái người đàn ông Mỹ thứ hai này và ở với ông ở bên đó. Sau đó thì cổ có biên thư về với cái lời dặn dò, đó là cho hai cha con của cái người đàn ông trước á, đàn ông Mỹ trước á, là gặp nhau và cũng như là để ba nó dẫn cho, đi cho dẫn đi cho bắt á, cho nuôi. Và từ đó tới giờ thì cũng không có liên hệ, không có liên lạc gì được với lại hai mẹ con luôn, và không biết là bây giờ cháu đang ở đâu và cũng như là chị đang ở đâu luôn. Tới giờ trên 40 năm. Một cái thông tin nữa thì gửi đến cho mọi người, thì con của cô Hồng Nga này là anh này là sinh ngày 7/8/1971. Còn gốc là gia đình của mình ở Cần Thơ đúng không chú Hùng? Dạ. Đây là cái tên của cái người đàn ông có con chung nè. Tên của con của cô Hồng Nga. Còn cái người đàn ông sau này thì mình không biết, chỉ nghe nói thôi. Thì ông có ở chung, ông tên John. Là cũng có dẫn về nữa. Bây giờ cái nãy về không biết cái cũng có tên, cũng có cái công ty gì cho ổng làm, chú có ghi lại trong cái đó để ổng nhận mà chưa có lục ra được. Biết tên là biết cái công ty của ổng luôn. Cũng lúc đó làm ở Sài Gòn. Chủ yếu là thông qua clip ngày hôm nay là có thể tìm kiếm chị với lại là biết cháu mình như thế nào. Lúc này thì cái anh này thì anh Michael này anh 4 tuổi thôi. Ở bên trái của mọi người đây là cô Hồng Nga nè mọi người, cô Hồng Nga cùng với lại một người bạn của cô Hồng Nga. Thì cái người bạn của Hồng Nga này là hiện giờ là cũng lấy Mỹ đi, Mỹ Cúc, tên Cúc hả con? Chú Cúc cũng không có liên hệ được với cô Cúc này. Đây là cô Hồng Nga. Năm này là cổ chụp là chắc khoảng 18 đôi mươi hả chú? Cũng là mấy à. Còn đây là cô Trang nè. Cô Trang nha mọi người. Chụp ở trên sân thượng cô nhà Trang, của con của cô Trang với lại với anh Michael. Ngô Đức Kế. Nhìn tấm hình này nhìn giống mấy trong phim Hồng Kông rồi ha, nhìn cô hả chú? Có thằng con mới nên là chú với là cô này là có thằng con đầu lòng đó là ảnh nè, còn là nó dạ con đầu lòng. Còn cái tờ giấy này là cô chú ghi lâu lắm rồi đó, ghi hả? Lâu lắm, con thấy bạc hết rồi đó. Ở sau là có cái gì nữa, mình tính ghi cái tên của chú. Từ cái giai đoạn mà cô Hồng Nga đi với cái người đàn ông Mỹ đó mà qua bên Singapore đó, thì cô tổng cộng là cô có biên 2 lá thư về. Thì trong 2 lá thư đó thì cô ghi gì cô? Nhận một lá đầu tiên năm 75 thì cô không có đọc, ba chồng cô với má chồng cô với chồng cô đọc, cô ở dưới bếp cô không có đọc. Cái nội dung là gì chú Hồng? Nội dung lúc đó cô không nhớ nữa. Không nhớ. Cái đó là chuyện người lớn mình cũng không quan tâm, lúc đó mình cũng không quan tâm ha. Không có nhớ mà cũng không biết cái thư đó là cái gì nữa. Còn lá thư thứ hai? Không có nhận được. Đem lại mà không có mình ở nhà. Thành ra chỗ bưu điện người ta trả lại về bên bển.
Rồi khi mà cô gặp lại cái ông biên thơ phát thơ thì ông nói là có đem lợi nhưng mà không có người ở nhà, ông trả lại về bển luôn, tới giờ luôn. Là nó cách thời gian, nó cách nhau xa không, từ cái lá thư thứ nhất tới lá thư thứ hai? Một năm. Tiếc quá ha. Nếu mà mình biết được cái nội dung hai lá thư đó là có thể là bây giờ đã liên hệ được. Tại vì con chắc chắn con nghĩ là cô Hồng Nga biên về là chỉ nói là cái cuộc sống rồi như thế nào, công việc ở đâu thôi. Thì chắc là mình nghĩ là chỉ biên về chỉ hỏi là giao cái thằng con cho ba nó chưa. Đúng theo rồi. Như cô nghĩ vậy. Đó là thì thằng con nó ở với ba nó, thì nó là người Mỹ Lai, thì không biết là mẹ nó với nó có liên lạc được hay là không, cô không biết. Thành ra mình mất từ ngày đó luôn. Rồi từ khi mà bàn giao cái anh Michael này cho cha của ảnh á, thì cha của ảnh có tới lui nữa không? Không, đi về nước luôn. Coi như là cái... Còn 2-3 ngày nữa giải phóng rồi. Ngày 29. Ngày 29 đó là đêm 29 đó là đã chú với là cái cô người thứ người chị thứ ba đó mới là dẫn nó ra cái khách sạn thì là nhà hàng gì Ambassy á, ở ngoài Sài Gòn á, rồi giao cho ba nó trong đó, rồi chú đi về trước, còn cô cái người thứ ba này nè với nó với lại với Mỹ đó mới đi vô cái khách sạn đó ở đêm đó, đặng sáng ba nó mới dẫn nó đi ra phi trường ba giờ Mỹ luôn. À là bây giờ là biết đích thực là anh Michael này ở bên Mỹ rồi đó ha. Biết ở bên Mỹ. Còn cái việc mà cô Hồng Nga có biết hay không mình không biết ha. Cô Hồng Nga là coi như là cái năm 77 hay là gì đó thì chú có nhận được cái bưu điện mà nó lúc đó cái bưu điện nó báo cho mình biết là có cái tờ bi lớn vậy thôi. Thì chú thấy cái địa chỉ á, là cái địa chỉ bên đó là Nguyễn Hồng Nga gửi về là cái lúc đó là như là ở Singapore. Singapore là Bangkok á hả? Singapore là của Singapore, Bangkok mới là Thái Lan. Bangkok với là Singapore hay gì đó chú nhớ vậy. Với là một cái địa chỉ nữa là Taiwan hay gì đó. Taiwan là Đài Loan. Đó thì lúc đó sao mà cái chú cầm cái đó ra bưu điện mình cái chú không có nhận được cái gì hết, chú nhớ như vậy rồi coi như là chú sau đó chú giữ lại cái đó, cái chú giữ cái phiếu mà bưu điện nó báo vậy. Mình ra bưu điện mà như là chú nhớ là không có nhận được cái gì mà không có nhận được thư hay là cái gì ở bển gỡ qua trong cái gì hết. Cũng không biết cái nội dung đó gì, chỉ biết người ta có báo nó biết cái bưu điện nó vậy thôi. Rồi chú mới giữ cái đó lại đâu mấy năm sau gì đó, chú ở Sài Gòn nó có cái hội Hồng Thập Tự gì đó. Chú mới ra đó, chú đã nói là tìm về xanh, chú mới đưa cái địa chỉ đâu à. Để tìm chị. Thì một thời gian sau đó, ở bên chỗ Hồng Tự nó mới gửi cho chú cái tư là nó không có tìm được. Bởi vì cái người này đang ở cái địa chỉ đó rồi đó, đã giờ đi rồi. Và từ đó là gặp tin luôn. Cô chú còn cái thông tin gì của cô Hồng Nga nữa không? Hết rồi, có nhiêu đó đó hả? Giờ cũng nhờ con dạ. Giúp đỡ giùm cho cô chú tìm bà chị với thằng cháu hy vọng. Bà chị thì gia đình cứ nghĩ là bà chết không, chứ nếu bà còn sống tại sao bà không về nước. Nhưng mà nghĩ lại thì tại vì bà gửi thơ về năm 77 thì không ai nhận. Nhiều khi bà nghĩ là gia đình không có ở đó, không còn ở Gò Vấp nữa nên bà không về. Bà nghĩ bà về thì đâu có người thân nữa đâu mà về, thì cứ nghĩ vậy thôi. Thì xong cô coi được trên cái trên của con đó à, thì cô thấy 50 năm mà ta cũng tìm cha rồi, với cái cô gì mà bệnh sắp chết, vợ chú Hoàng gì đó. Dạ. À, thì ba của cổ đi hồi cổ 7 tuổi mà ở Úc mà giờ cũng còn liên lạc được á. Dạ. Cô mới quyết định tìm cơ hội. Hiện qua đó cô làm mất cái này không biết bỏ ở đâu, tìm được rồi cô không gọi con. Tới hồi cô giái ông địa quá trời cô tìm được cô mới dám gọi con á. Mấy chục năm à, nhưng mà nói thẳng con là bây giờ cuộc sống của cô với chú cũng khổ lắm. Ở nhà mướn 20 mấy năm rồi,
mà cô chú đi bán bắp á, dịch này đâu có đi bán được đâu. Yeah. Thành ra cũng khổ, mà mấy đứa con cô giờ nó cũng nghèo, ở nhà thuê nhà mướn không à, cả gia đình là đều ở nhà thuê. Chỉ có bà chị thứ ba đó, thì bà ở Hóc Môn, bà có nhà đó, nhưng mà mình đâu có nhờ hoài được, tại vì cô chỉ ở bên chồng mà. Yeah. Nó thành ra giờ quyết tâm tìm được chị coi. Chị cũng thương, tại đó chị thương ông này nhiều nhất. Tại vì có ba chị em mà. Ba chị em mà là Út nữa. Mà à, Út mà nữa. Lúc mà chị đi thì chị còn nói với chị cô là khi nào em sanh chị sẽ về nước. Và lúc mà cô sanh báo thì chị nói là tiếp thu vô rồi chị về không được. Đó. Cô cũng nhắn là giờ chị hai Hồng Nga nếu có coi được cái tin này thì cũng cho gia đình biết là tụi em đang trông chờ chị. Rồi với một nửa nữa là ông anh rể người Mỹ nếu có biết được sự thật này thì cũng cho đưa đứa con vừa biết lại gia đình để nhận lại coi nguồn. Con xin phép kết thúc clip ở đây ha chú Hồng với lại cô. Dạ dạ. À, một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã theo dõi clip tìm người thân ngày hôm nay. Mọi cái thông tin gì nếu mà cô Phút có lời sẽ chuyển lại với gia đình của cô chú đây. À, con xin phép được kết thúc clip ở đây ha cô chú.